Đó thì Út Quậy nó đang cự cãi với thằng Vàng ở trong chuồng sau. Gửi về
Có mấy đứa thì ngủ, mấy đứa phá đủ thứ chỗ. À, thôi xin chào, chúc cả nhà dễ nha. Cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like để kênh mình duy trì. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Thì hôm nay đàn cún của mình thất nghiệp ở nhà nên mình thả đàn cún ra chơi. Đó, thì tụi nó chơi rồi chơi chán rồi ngủ nghỉ nằm, rồi bắt đầu có dành lộn dành đủ thứ đồ chơi. Đó, thì có nhiêu đó thôi tối ngày, rồi tha hết này cái kia. Nói chung giờ cũng mình không có mua đồ chơi cho tụi nó chơi nên tụi nó đi tha đồ ra chơi. Đó, lụm ba cái sọt này nhựa kia đó, đủ thứ chỗ để chơi. Thôi xin chào. Chúc cả nhà vui vẻ nha. Cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like để cùng mình duy trì. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Thì cô chú anh chị gần xa ai có khả năng giúp đỡ đàn cún của mình cho tụi nó có cơm no mặc cả nhà. Thôi xin chào.